Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng Chạp năm 2005. Chúng ta đang ở tại Chùa Thiện Nghiêm Xóm Mới trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp dị bộ Tôn Luân Luận, định đề thứ 18. Ý chí tự do. Có được là do tam học, free will is possible thanks to the three training. Ý chí tự do tiếng Pháp là libre arbitre, và đây là một cái vấn đề cam go của triết học, là có thật có tự do ý chí hay không, hay là con người đi theo cái định mệnh và không có tự do, tất cả đều được an bài, được sắp đặt hết, hoặc là sắp đặt bởi một đấng thượng đế, hoặc là sắp đặt bởi cái nghiệp của mình, thành là cứ đi quanh quẩn mà không bao giờ thoát ra được. Nếu cái mạng lưới nhân quả mà nó tuyệt đối, thì làm sao mình thoát ra khỏi được? Vì vậy cho nên nó phải có một cái nẻo thoát, một cái kẽ hở. Trong khoa học người ta nói đến cái xác suất, tức là cái probability. Và cái probability đó nó gợi ý rằng vũ trụ thế gian có một đường thoát. Chúng ta thấy xung quanh chúng ta có những người họ không thoát ra khỏi cái thân phận của họ, họ cứ đi vòng luẩn quẩn, quanh quẩn trong vòng buồn giận mà không có thoát ra được. Cái đó gọi là luân hồi đi vòng. Có những người bị trầm cảm, bị depression, rồi một thời gian thì nó bớt, rồi một thời gian sau lại sa xuống trầm cảm, rồi lại bớt, rồi lại sa xuống. Cái anh gọi là relapse, mà không có ra khỏi được. Mà khi mà sử dụng những cái chất, những cái thuốc trị trầm cảm, antidepressant, thì nó cũng vậy thôi. Phải uống rất nhiều, phải uống nhiều tuần, nhiều tháng. Và nhưng mà cái sự can thiệp của thuốc đó nó không có làm cho cái bệnh nhân, cái người bị trầm cảm nó thoát ra được. Nó có thể là càng ngày nó càng nặng hơn. Những cái buồn, những cái giận, những cái tuyệt vọng của mình cũng vậy. Có khi mình là nạn nhân của cái tuyệt vọng của mình, cái giận của mình. Rồi có thể một cái thời gian nào đó mình, cái tuyệt vọng đó, cái buồn đó, nó, cái giận đó nó bớt đi. Nhưng mà tất cả những cái nguyên do của cái buồn, cái giận, cái tuyệt vọng đó nó vẫn còn. Và mình biết rằng trong tương lai mình sẽ sa vào cái hầm hố của sự buồn, giận, thất vọng nữa. Và mình cứ đi vòng, đi vòng.
chúng ta thấy có những người họ khổ đau trong cái liên hệ vợ chồng của họ và họ không có thoát ra được. Tới một cái lúc đó, tới một cái lúc nào đó thì họ nghĩ rằng phải ly dị thì mới có cơ chấm dứt cái khổ đau đó. Và có những người đã ly dị, đã cưới một người khác, nhưng mà những cái khổ đau đó, những cái vấn đề đó nó vẫn tiếp tục, nó không có hết. Là tại vì có mình có những cái tập quán, những cái thói quen, những cái lề lối hành xử, những cái lề lối suy tư, nó giam mình ở trong cái vòng đó. Và mình vẫn tiếp tục đối xử với cái người mình mới cưới với cái cách thức mà mình đối xử với những người, với cái người cũ. Và vì vậy cho nên mình lại rơi xuống với, tuy là với một người mới, nhưng mà mình cũng rơi xuống cái vòng khó khăn, khổ đau. Và có những người họ đã ly dị 3 lần hay là 4 lần hay là 5 lần để cưới những người mới, nhưng mà rốt cuộc thì họ cũng ở trong cái vòng quanh quẩn đó và không có thoát ra được. Làm thế nào để thoát ra được? Nó giống như là một cái định mệnh. Có những cái nguyên nhân nội tại nó có ở trong bên trong mình, hoặc là trong thân thể, hoặc là trong tâm thức. Và có những cái nguyên nhân ngoại tại nó có hoàn cảnh. Và mình khi mình đối diện với những cái gì nó xảy ra, thì cách hành xử của mình, cái cách mình phản ứng nó giống hệt như là những cái lần trước mình phản ứng. Ở tiếng Việt có câu là ngựa theo lối cũ, nó quen cái đường đó rồi, nó về. Nếu mình ngày xưa mình có giữ trâu hay là giữ bò thì mình biết. Nhưng con trâu, con bò đó mình không cần phải chỉ đường cho nó về, nó quen, nó về. Mình cứ ngồi trên lưng trâu, mình chơi, con trâu nó đưa mình về nhà, mình không cần phải chỉ nhà, tại vì nó quen rồi. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có những cái thói quen, có những cách hành xử, nó trở thành thói quen. Và chúng ta không có cần làm một quyết định nào hết. Chúng ta phản ứng theo cái thói quen. Và nhiều khi chúng ta có cảm tưởng là chúng ta đang quyết định, nhưng kỳ thực không phải là chúng ta quyết định. Cái thói quen của chúng ta, cái cách hành xử lâu đời của chúng ta nó quyết định, chứ không phải là chúng ta quyết định. Ví dụ mình đi vào trong một cái tiệm, một cái department store, mình mua một cái áo. Thì mình đến đứng trước một cái dãy áo dài 50-60 cái. Rồi mình đi ngang qua, coi thứ là cái áo nào mình thích, cái màu sắc nào, cái kiểu áo nào mình thích. Thì mình có cảm tưởng là mình có tự do chọn lựa. Mình có cảm tưởng rằng mình có tự do. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng cái tự do đó nó rất là nhỏ bé, hoặc là nó không có. Tại vì những cái mình thích đó, nó đã được quyết định trước rồi. Cái màu sắc, cái hình dáng, cái kiểu cách bay, những cái hình vẽ. Mình đã có cái sở thích của mình sẵn rồi.
thì mình đi ngang cái đó thì mình bị cái đó bắt thôi. Mình bị chọn, chứ không phải là mình chọn. Mình bị cái đó chọn, đi ngang cái đó thì thấy cái này là mình phải mua. Mình mua nó hoặc là nó mua mình thì chưa biết. Cái sở thích của mình nó đã có sẵn. Mình đã quen với cái màu đó rồi. À, cái hình thái đó rồi. Có một lần cách đây được chừng 30 năm đó, tôi đi vào trong một cái tiệm ở Tokyo để mua một cái vuông vải, cái vuông khăn để mà về cột mấy cái cuốn kinh đó. Thì tôi đứng trước một cái dãy những cái vuông khăn đó. Bên Nhật Bản họ bán rất là nhiều những cái vuông khăn bằng lụa để cột hành lý đó. Thì có cái cô bán hàng cô nói thầy chọn cái nào, thì tôi mỉm cười tôi nói tôi đâu có chọn, tôi để cho nó chọn tôi đó. Mà cô rất là ngạc nhiên, mà sự thật là như vậy, mình bị chọn chứ không phải là mình chọn, tại vì những cái sở thích của mình nó đã có viết sẵn có trong tâm của mình rồi. Tại vì cái cách mình được huấn luyện, cái cách mình được học hỏi, cách mình được kinh nghiệm cuộc đời là như vậy, thành ra cái ý chí tự do của mình nó gần như là không có. Cái tánh của một người nó cũng như vậy. Mỗi khi mà có một cái điều gì nó xảy ra thì người đó phản ứng giống hệt như nhau. Lần thứ nhất người đó phản ứng như vậy rồi, mà lần thứ hai nếu cái sự tình nó xảy ra như vậy thì người đó cũng phản ứng giống hệt như vậy, không có khác. Rồi lần thứ ba cũng vậy. Hễ khi nào mà có một cái gì xảy ra nó tương tự như vậy là cái người đó phản ứng giống hệt như vậy. Như là trong một buổi họp mà mình nghe một câu mà không có thích ý ấy, thì cái phản ứng của mình đó, nó tự nhiên, cái reflex. Khi mình học về thần kinh, não bộ, thì mình biết rằng là trong cái hệ thống thần kinh mình có những cái tế bào thần kinh nó truyền đạt những cái tin tức về cho trung ương. Những cái và có những cái tế bào thần kinh nó có cái nhiệm vụ đáp ứng lại và nó ra lệnh để cho những cái cơ bắp ở trong mình nó hành động. Và người ta nói tới một cái gọi là cung phản xạ, arc the reflex. Ví dụ khi mình đạp nhầm cái đinh thì cái đau của cái đinh đó được cái thần kinh hướng tâm nó chuyển vào trung ương. Rồi trên này nó có một cái trung ương, nó có một cái tế bào thần kinh nó nhận được cái đó và nó ra lệnh hành động liền lập tức, tức là đa phát cái đinh thì tự nhảy nhổ một cái hoặc là rút cái chân lại, cái đó gọi là một cái cung phản xạ of reflex. Thì đứng về phương diện tâm lý cũng vậy, khi mà mình đứng trước một cái hoàn cảnh bất như ý, cái hoàn cảnh gây ra cái hoàn cảnh nào đó thì tự nhiên mình có những cái phản xạ, cái reflex.
nó rất là mấy mọc. Mà trong cuộc sống hàng ngày của mình á, mình hành xử mấy mọc như vậy rất nhiều. Do những cái mình học hỏi trước đây. Rồi thì căn cứ trên những cái kinh nghiệm, những cái học hỏi trước đây mà mình phản ứng lại thôi. Chứ mình không có đưa cái tâm của mình vào để mà mình thật sự quyết định. Như khi mình ăn cơm á, thì nếu mà mình để ý, mình có chánh niệm, mình quan sát thì mình mới thấy mình nhai như thế nào. Và cái lưỡi của mình nó đưa thức ăn, nó chuyển thức ăn từ cái vùng này của miệng sang cái vùng kia của miệng để răng nó nghiến nát thức ăn như thế nào. Thì mình mới thấy rõ ràng là kỳ thực mình không đáng ăn, mà mình đang bị ăn. Mình không ngờ cái lưỡi của mình nó làm việc giỏi như vậy. Mình không ngờ những cái răng, cái hàm của mình nó làm việc như vậy. Lâu lâu, 6 tháng, 1 năm thì tự nhiên mình có một cái lầm lỗi là cái răng mình nó cắn phải cái môi của mình rất là đau. Nhưng mà thường thường là nó rất là giỏi. Răng và lưỡi và hàm làm việc một cách rất là hay. Và cái đó không phải là mình làm, cái đó là cái sự học hỏi tự nhiên. Nó giống như là trong cái máy vi tính đó. Nó tự làm, nó tự động. Mình có một cái hệ thống thần kinh tự động, autonomic nervous system, nó lo hết. Và những người mà mình quan sát xung quanh mình đó, sống là sống như vậy, sống một cách rất là tự động. Và người ta sống như là những cái người máy, những cái robot. Có những cái chiếc máy bay mà không cần người lái mà vẫn bay được, mà vẫn làm việc được, mà vẫn đáp xuống được an toàn. Cái đó là những cái máy bay gọi là autopiloting, không có cần người lái. Thì nhiều người trong chúng ta sống như vậy đó. Chúng ta nói rằng chúng ta đang lái xe, nhưng mà thì thực ra chúng ta không có đang lái xe. Nếu mà nhìn cho kỹ thì thấy rõ ràng rằng là cái tâm của chúng ta có thể để hoàn toàn một chỗ khác, và chúng ta đang lái xe bằng cái tập quán của chúng ta, bằng những cái mà chúng ta đã học hỏi được trong quá khứ. Cái tâm của chúng ta có thể đang suy nghĩ tới một chuyện hoàn toàn khác, và trong khi mà lái xe mình lái như một cái máy. Và khi mà có những cái gì mà xảy ra đột ngột thì chúng ta cũng phản ứng như là một cái máy. Và trong những lúc đó chánh niệm không có can thiệp vô. Chúng ta ăn cơm cũng vậy, một cách máy móc. Chúng ta lái xe một cái máy móc. Chúng ta bước đi trên đường một cách máy móc. Chúng ta rửa chén. Chúng ta đánh răng một cách máy móc, như một cái máy. Chúng ta là những con người máy. Và chúng ta phản ứng lại những cái gì xảy ra trong cuộc đời hàng ngày, cuộc sống hàng ngày chúng ta như một cái máy. Khi mà hoàn cảnh nó xảy ra như vậy thì mình phản ứng một cách thô bạo, hoặc là giận dữ, mình gây ra những đổ vỡ giữa mình với người kia. Ở
Thì khi mà cái đổ vỡ nó xảy ra rồi thì mình mới hối hận, mình mới nói trời đất ơi, tại sao mình nói như vậy, tại sao mình làm như vậy. Mình đã biết rồi mà, mình biết rất là rõ là nói như vậy và làm như vậy thì gây đổ vỡ, nhưng mà tại sao mình cứ nói như vậy và mình cứ làm như vậy. Rồi mình mới giật tóc, mình mới đấm ngực, mình mới tự trách mình. Và mình tự hẹn với mình là lần sau nếu mà sự tình nó xảy ra như vậy thì mình sẽ hành xử khác. Mình rất là thành thật với mình. Nhưng mà lần sau khi mà sự tình nó xảy ra như vậy thì mình cũng vẫn phản ứng như vậy. Tại vì cái thói quen, cái mà mình đã học hỏi quá khứ, trong quá khứ, nó đã trở thành ra cái nề nếp. Và mình phản ứng như vậy và mình tiếp tục gây ra khổ đau cho mình và cho người kia. Nó giống như là cái định mình không có thoát ra được, không có thay đổi được. Trong cái tác phẩm mà L'étranger, người xa lạ, người ngoại bang của Albert Camus, thì cái tên tự tù là tên là Meursault, sắp bị đem ra hành quyết. Thì lúc đó có một ông cha, ông ấy đi vô để rửa tội, để, với mục đích là rửa tội cho anh ta trước khi anh ta bị hành quyết. Thì lúc đó người tử tù đã có được một cái thấy, đã có được một cái thấy rất là mới. Anh ta chỉ còn có 24 giờ đồng hồ để sống thôi. Và bữa đó tự nhiên nằm ngửa trong cái phòng giam của mình, anh ta thấy được một cái khung trời ở trên cái trần nhà, một cái lưới cạt. Và cái khung trời đó nó chỉ nhỏ chừng một thước thôi, một thước vuông thôi, nhưng mà không biết cái gì đã xảy ra mà anh ta kỳ này nhìn trời và thấy được trời, thấy được cái màu trời xanh rất là huyền diệu, rất là màu nhiệm. Có thể sở dĩ anh ta thấy được cái nền trời xanh một cách sâu sắc như vậy có thể là do cái ý tưởng là anh ta sắp phải bị hành hình trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Có thể như vậy, mà có thể là do một cái khác. Thì anh ta là 30 mấy tuổi, anh ta đã cố nhiên đã thấy trời xanh nhiều lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ anh nhìn trời xanh mà anh thấy trời xanh một cách rất là hiện thực, rất là rõ ràng như vậy. Có thể là gần chết rồi, thành ra có cái cơ hội. Và anh ta quyết định rằng từ bây giờ cho đến khi bị đem ra hành quyết thì mình phải sống cho nó tỉnh thức. Và cái triết lý ở trong cái cuốn L'étranger, là người ngoại bang đó, người xa lạ đó, nó là cái giây phút tỉnh thức, le moment de conscience. Thì khi mà ông cha sắp đòi vô rửa tội thì anh ta không có thích, anh ta sẽ mất thời giờ, tại vì anh ta chỉ còn 24 giờ đồng hồ, mà 24 giờ đồng hồ anh muốn giờ nào anh cũng có cái giây phút ý thức. Và anh ta tự hỏi rằng cái ông cha đó ông có thể giúp được gì mình, tại vì chính ông cha đó cũng sống trong sự quên lãng. Vì con em người đó cũng sống như một người chết. Nói tóm lại là sống như là một cái máy. Thì hầu hết chúng ta đều sống như cái máy. Và vì vậy chúng ta không có phá tung được cái xích xiềng để ra khỏi được. Đi không có ý thức, ăn không có ý thức,
lái xe em có ý thức để cho cái máy nó làm hết. Và vì vậy cho nên buồn, giận, thất vọng, tuyệt vọng, mấy cái đó mình quấn quấn mình cũng thoát ra được. Và chúng ta chưa bao giờ thực sự có tự do. Chúng ta bị giam hãm trong cái vòng đó. Chúng ta sống như máy móc, như một cái máy. Chúng ta có thể làm được nhiều chuyện, nhưng mà những chuyện đó nó cũng nằm ở trong cái vòng này. Cái vòng máy móc này thôi. Trong cuốn Tha Một Bè Lâu, vào đoạn chót tôi có bàn tới cái vấn đề tự do, ý chí tự do. Tôi có đưa ra một ví dụ là có một cái anh chàng đó, mỗi khi anh vào trong buổi học mà khi người ta nói chọc một câu là anh phản ứng giận dữ. Vì vậy cho nên không có buổi học nào anh thành công hết. Thì anh ý thức được như vậy, cho nên anh chàng nói rằng là tôi sẽ không đi học nữa. Tại vì mỗi khi tôi đi học mà người ta nói như vậy thì tất nhiên là tôi phản ứng như vậy, thành là tôi đi học vô ích thôi. Thì có một người bạn nói, thôi kỳ này anh đi học, anh đi với tôi sẽ ngồi bên anh. Và mỗi khi mà cái hoàn cảnh đó nó xảy ra, thì tôi sẽ bấm vào tay anh một cái. Tôi sẽ cầm tay anh trong suốt buổi học. Và khi mà tôi thấy cái tình trạng nó xảy ra và anh sắp phản ứng, thì tôi sẽ đưa tay, tôi bấm anh một cái. Và khi mà anh thấy tôi bấm cái tay anh một cái, thì anh biết rằng là anh không nên phản ứng. Cái bấm tay đó nó nhắc cho anh rằng là nếu anh phản ứng thì anh cũng làm hư hỏng buổi họp và gây những xáo trộn như là những lần trước. Thành ra anh cứ đi học đi. Và trong suốt buổi họp kỳ này tôi sẽ cầm tay anh. Và mỗi khi cái hoàn cảnh nó xảy ra thì tôi sẽ bấm vào tay anh và anh chỉ cần im lặng thôi. Không có phản ứng gì hết. Thì có thể có một sự thay đổi, có thể có sự khác nhau. Và cái bữa đó, nhờ người bạn cầm tay trong suốt buổi học và bấm vào tay anh, cái khi mà cái hoàn cảnh nó xảy ra như vậy, bạn ngồi yên được lần đầu và không phản ứng. Thì đó là một cái rất là mới, nó cạn trong cuộc đời anh. Chưa bao giờ xảy ra như vậy, tại vì lâu nay là anh chỉ phản ứng như một cái máy. Kỳ này nó có một sự can thiệp nào đó. Đó là bàn tay của người bạn. Trong trường Kiều nó có cái nhân vật gọi là Giác Dương, sư cô Giác Dương. Giác Dương là một cái dịch ra tiếng Việt là một cái điều kiện để thức tỉnh. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta sống ở trong mê, chúng ta sống như một cái máy, chúng ta quanh quẩn trong cái vòng buồn giận không thoát ra được. Nhưng mà nếu có một Giác Dương đi vào trong cuộc đời ta thì có thể tạo ra một cái hoàn cảnh mới. Nếu mình đã từng là nạn nhân của những cái sự phản ứng do thói quen, nếu mình đã từng bị giam hãm trong cái vòng buồn giận mà không thoát ra được, nếu mình cứ bị giai đoạn trầm cảm này rồi tiếp tục giai đoạn trầm cảm khác không bao giờ thoát ra được, thì mình biết rằng cái con đường mà đưa cho mình thoát ra là con đường của tam học. Tam học tức là giới, định và tuệ. Tam học là three training. Và cái đó là niệm, định và tuệ.
niệm, niệm tức là nhắc, nhắc. Tức là ý thức được, tức là nhắc. Thì cái người bạn mà cầm cái bàn tay của mình trong suốt buổi họp á, khi mà thấy cái hoàn cảnh nó xảy ra và anh chàng này, người bạn của mình sẽ phải phản ứng như những lần khác, mà đưa tay mà bấm một cái đó là niệm, là để nhắc rằng anh biết không, mỗi lần anh phản ứng như vậy là gây đổ vỡ. Tôi bấm cái tay này là để anh đừng phản ứng, anh đừng phản ứng, anh ngồi yên thôi. Cái đó là niệm. Và ý chí tự do nó bắt đầu từ cái chỗ niệm. Nếu không có niệm, nếu không có chánh niệm thì sẽ không có ý chí tự do. Trong đạo Phật, trong cái truyền thống duy biểu học đó, chúng ta thấy rằng tâm của chúng ta nó biểu hiện thành ra những cái tâm sở, những cái tâm hành, và có 51 cái tâm hành, và có cái tâm hành gọi là xúc công tắc. Khi mà có, ví dụ như mình, một cái gì nó xảy ra ở bên hoàn cảnh bên ngoài, thì tự nhiên nó đánh động cái bên trong, một cái tâm hành bên trong, gọi là tác ý. Tác ý là để ý. Attention, cái avers, advertence. Cái này là manaskara. Thì khi mà cái tâm hành xúc và cái tâm hành đắc ý nó phát khởi, thì có một số các tâm hành khác nó giao lưu. Ví dụ như tâm hành thọ, thọ tức là sensation, là feeling, tâm hành niệm tức là nhớ tưởng. Niệm này không phải là niệm định tuệ đâu, định tuệ tên là tam học. Cái này là chánh niệm, còn cái này niệm thường thôi. Niệm tức là suy nghĩ. Mình có những cái khổ đau, mình có những cái kinh nghiệm, mình có những cái ký ức. Thì khi mình thấy một cái gì đó, thì cái thấy đó nó có thể đánh động cái ký ức. Mình nhớ là những cái chuyện đã xảy ra ngày xưa. Ví dụ như mình thấy một cái người mà nó, mình thấy một cái khuôn mặt của một cái người mà giống cái nét mặt, nó giống như cái nét mặt của mình, của người mà ngày xưa mình đã thương. Thì tự nhiên cái sự xúc đó nó tạo ra tác ý, và cái hình ảnh của người thương của mình ngày xưa nó đi vô. Và tự nhiên nó đưa tới một cái cảm thọ. Cảm thọ đó là dễ chịu, khó chịu, nhớ nhung.
hay là buồn khổ, hay là mình thấy, mình nghe một cái âm thanh gì mình mà làm cho mình nhớ lại một cái người đã làm cho mình đau khổ. Và khi mà nhớ lại những cái niềm đau khổ đó thì cái thọ này, cái cảm giác này có thể là cảm giác đau khổ. Trong khi đó một người khác á, nghe cái âm thanh đó thì là không có cái kỷ niệm, không có cái quá khứ như vậy. Vì vậy cho nên cái thọ của người đó nó không có giống với cái thọ của mình. Thành ra xúc nó đánh đồng tới tác ý đánh đồng tới niệm, niệm đánh đồng tới thọ, rồi thọ đánh đồng tới tưởng, tưởng tức là perception. Và vì vậy cho nên cái nhận thức của mình, cái tri giác của mình á, nó tùy thuộc rất là nhiều từ những cái tâm hành khác như là niệm, thọ, tác ý. Đó là đơn giản hóa, có thể là có 30, 40 cái tâm hành nó hiện hành một lúc để nó đưa tới một cái thọ, hay là đưa tới một cái tưởng, rồi tưởng nó đưa tới cái tư là volition, tức là cái ý muốn phản ứng lại, phản ứng một cách giận dữ, hay phản ứng một cách trìu mến, hay phản ứng một cách buồn rầu. Và mỗi khi mà có một cái thọ và có một cái tưởng thì tự nhiên nó có một cái tư, tức là một cái ý muốn làm cái gì đó, nói cái gì đó, phản ứng lại một cái cung phản xạ. Nghe một câu nói tự nhiên muốn đáp lại liền, hay là thấy một cái gì chướng tai gai mắt tự nhiên muốn đáp lại liền. Và tất cả những cái đó nó phát sinh ra từ nhiều nguyên nhân, những cái tâm hành ở trong chúng ta nó đồng thời nó tạo tác với nhau. Chúng ta học rằng trong 51 tâm hành này nó có những tâm hành tích cực và những cái tâm hành tiêu cực. Nó có cái tâm hành tham, trong ta nó có cái tâm hành tham, mà chữ tham ở đây nó có nghĩa là là thèm khát. Chúng ta có một cái tâm hành sân, tức là giận dữ. Nó có một tâm hành si, là sự u mê. Nó có một tâm hành mạng, tức là mặc cảm, mặc cảm cho mình là hơn người ta, hay mặc cảm cho mình là thua người ta, hay mặc cảm cho mình là bằng người ta, gọi là mạng. Và cái số những cái tâm hành gọi là tiêu cực đó nó còn nhiều nữa: tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến, phận, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu. Nó có nhiều cái tâm hành tiêu cực như vậy. Nhưng mà có cái lạ
là trong ta cũng có những tâm hành ngược lại, là tâm hành vô tham. Tâm hành vô tham. Tâm hành vô sân. Tâm hành vô si. Tâm hành xả. Chúng ta có cái tâm hành thất niệm là tại vì chúng ta cũng có cái tâm hành niệm. Quý vị có đã từng học về nội dung của 51 cái tâm hành này rồi thì quý vị thấy trong chúng ta nó có cái tâm hành hại, tức là muốn trừng phạt. Hại tức là cái ý chí, cái ý muốn muốn trừng phạt người kia, muốn đánh người kia, muốn giết người kia, muốn làm cho người kia khổ. Cái đó là tâm hành hại, violence. Nhưng mà trong tâm của chúng ta cũng có một tâm hành gọi là bất hại. Bất hại. Bất hại là ahimsa, tức là non-violence, là bất bạo động. Là rất là ngộ nghĩnh. Trong tâm của chúng ta có những cái tâm hành nó đối kháng nhau và nó cùng có một lần. Chúng ta có tâm hành si, tức là sự u mê, tri giác sai lầm. Nhưng mà chúng ta cũng có tâm hành vô si, tức là tâm hành tuệ, tuệ giác, bát nhã, có trong tâm ta. Và hễ có một tâm hành tiêu cực thì nó có tâm hành tích cực rất là ngộ. Cũng như ở trong cái khoa học vật lý nguyên tử, là khi có một cái người ta khám phá ra những cái lạp tử, tức là những cái những cái đơn vị bé nhỏ của vật chất, như là những cái điện tử nó có tính cách âm, điện tử là electron, nó có tính cách âm, thì người ta khám phá rằng nếu có điện tử thì nó có cái gọi là phản điện tử, anti electron, nó cái gọi là positron. Nó có cái electron là điện tử, nó có cái anti electron. Nó có cái meson, tức là giới tử đây không phải là người sắp thọ giới đâu. Thì nó có cái phản giới tử, tức là anti-meson. Bên này có cái vật chất là cái ma-che. Bên này có cái anti-ma-che. Bên này có cái particule, tức là chất điểm đó.
Bên này nó có cái ăn thì bạc thì cứ rất là ngộ nghĩnh. Trong đạo Phật á, nó có cái sắc, có cái ý niệm về sắc, và nó có cái ý niệm về không. Và sắc có thể gọi là ma che, không gọi là anti ma che, rất là ngộ nghĩnh. Và khi mà mình học về tâm học Phật giáo, mình thấy những cái điều ngộ nghĩnh đó, những cái điều rất là kỳ diệu. Trong lòng mình á, trong tâm mình á, nó có yếu tố của sự u mê, nhưng mà trong tâm mình nó cũng có yếu tố của sự giác ngộ. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày á, vì mình không được học hỏi, mình không có được tiếp xúc với giác duyên, với những yếu tố nó đưa mình ra khỏi cái vòng buồn giận, cho nên mình cứ quanh quẩn trong cái vòng này mà thôi. Và mỗi khi nghe một cái gì đó hay là thấy một cái gì đó thì phản ứng liền, phản ứng ra để gây ra đau khổ. Và không phải khi mình nghe, mình thấy những cái ở bên ngoài, tại bên trong mình cũng có những cái mà mình tiếp xúc được, như là cái kỷ niệm, cái ký ức của mình, cái tư duy của mình. Rồi mỗi khi mình nghĩ tới cái đó hay mình nhớ lại cái đó thì mình cũng phản ứng. Và mình phản ứng để mà gây đau khổ cho chính mình, để mà gây đau khổ cho người khác. Thì khi mà mình bị trầm cảm á, bị depression á, là cũng vậy, cũng vì vậy. Mình có những cái tư tưởng tiêu cực, mình có những cái nhìn tiêu cực, rồi mình cứ đi quanh, đi quẩn, mình nhai đi, nhai lại những cái tư tưởng và những cái nhận thức tiêu cực như vậy. Rồi mình rơi xuống trong cái hố gọi là trầm cảm mà thôi. Không có thoát ra được. Thành ra trong nội thân của mình, cũng như trong hoàn cảnh của mình, nó có những yếu tố đó. Và tùy theo cái cách của mình nhận thức những yếu tố đó, và những yếu tố đó nó quyết định đời mình, nó làm cho mình đi vòng vòng, và mình không bao giờ thoát ra khỏi được. Thì cái câu trả lời của Đạo Phật là niệm, định và tuệ, tức là tam học. Mình làm sao để có thể can thiệp vào, để có thể chấm dứt được cái lề lối phản ứng mà mình đã đi theo trong bao nhiêu năm trong quá khứ. Cũng như khi mình lái xe sang số, và khi mà tới một cái mức nào đó thì mình phải sang cái số. Thì cái cách mình phản ứng lại, nó đi theo một cái tập khí, một cái thói quen. Và bây giờ mình phải tập làm thế nào để có những cái phản ứng khác, để có những cái phương pháp đối phó khác mới có thể giúp cho mình thoát khỏi cái tình trạng đó. Ví dụ như là mình tập như thế này, là mình dặn mình như thế này, là trong quá khứ mình đã từng phản ứng để gây đổ vỡ. Thì bây giờ năm mới sắp đến, mình quyết tâm là mình sẽ không phải làm như vậy nữa. Tôi quyết tâm rằng trong năm mới 2006, nếu cái hoàn cảnh, nó có một hoàn cảnh bất như ý xảy ra, thì tôi không có phản ứng liền như vậy nữa. Tôi cho tôi cái không gian để tôi có thể
nhìn cho kỹ. Và do đó tôi có thể có một cái lề lối phản ứng khác. Tiếng Việt nói rằng là chuyện đâu còn có đó, tại sao phải phản ứng liền? Chuyện đâu còn có đó, đó là cái tuệ giác của một cái giống dân. Chuyện đâu còn có đó, không có hấp tấp. Thì ví dụ như năm nay, hôm nay ngày 29 tháng Chạp rồi, thì chỉ còn có 2 ngày nữa là nó hết cái năm 2005 và nó tới 2006. Thì mình ví dụ như mình quyết định như thế này: năm mới, mỗi khi mà có một cái hoàn cảnh bất nhị nó xảy tới, thì tôi sẽ cho phép tôi có không gian, tôi không phản ứng liền. Tôi sẽ cho phép tôi có không gian để tôi thở trong vòng 2 phút. Mình quyết định như vậy. Mình không cần phải quyết định liền. Tại sao phải quyết định liền? Tôi sẽ cho phép tôi có được 3 phút để tôi nhìn lại. Và tôi sẽ biến cái này thành một thói quen tốt. Tại sao mình cần phải phản ứng liền? Tại sao mình phải nói lại một câu hay là phải làm một cái gì đó để phản ứng lại? Tại mình có rất là nhiều thời giờ. Cái đó là mình cho mình một cái không gian. Quý vị hãy thử cái chuyện này. Nhưng mà muốn như vậy thì mình phải tập trước. Mình phải tập trước. Nếu mình biết rằng trong cái đời sống hàng ngày của mình đã từng sống như là một cách máy móc rồi, và mình cũng thường phản ứng lại cái hoàn cảnh một cách máy móc rồi, thì mình biết rằng là mình không có muốn năm mới, mình không có muốn tiếp tục cái cách sống đó nữa. Và vì vậy cho nên mình đặt cho mình những cái kế hoạch để mình có thể làm khác hơn ở trong tương lai. Và đây là cái phương pháp thực tập chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là ý thức được cái gì nó đang xảy ra, và không cần phải đi tới một cái quyết định, không cần phải chối bỏ hoặc là phải chấp nhận. Tư ở đây tức là cái quyết định muốn làm cái gì đó, muốn phản ứng. Tại vì khi mình có thọ, mình có tưởng rồi, thì thường thường mình có khuynh hướng muốn hành động liền, muốn phản ứng liền. Nhưng mà khi mà có cái thọ, cái tưởng đó rồi á, thì mình không muốn đi tới tư liền. Mình muốn cho mình một cái không gian. Cho cái không gian. Ví dụ như 3 phút đi thiền hành hoặc 3 phút thở. Chuyện đâu còn có đó. Không có cần phải phản ứng liền. Và có thể trong 3 phút đó cái tuệ giác nó đi tới. Tại cái niệm nó đưa tới cái tuệ. Cái niệm nó đưa tới cái định và cái tuệ. Nếu quý vị đã từng bị sa vào cái trạng thái trầm cảm, rồi quý vị rất là sợ sa vào lần nữa, thì quý vị có thể thực tập cái này. Tức là những cái gì nó xảy ra ở trong cái tâm của mình đó, mình phải biết cho được, mình phải nhận diện cho được. Nếu nó là một cái tư tưởng
một cái tư tưởng có tính cách là tiêu cực, bi quan, mặc cảm, thì mình biết rằng nó là một cái tư tưởng tiêu cực, bi quan, sầu thảm. Trước hết là mình phải nhận diện và mình phải cho nó một cái không gian. Không hẳn là phải hành động liền. Nếu cái tư tưởng đó là cái tư tưởng bi quan, chán nản, thì mình nói đây là một tư tưởng bi quan, chán nản. Và tư tưởng bi quan, chán nản này, nếu mà mình quanh quẩn, mình đi theo nó, thì mình có thể sa vào. Tại vì mình cứ nhai đi nhai lại cái tư tưởng bi quan, buồn giận, tuyệt vọng đó, thì thế nào mình cũng rơi xuống trong cái hố trầm cảm. Nhưng mà khi mà mình đang nhai đi nhai lại cái tư tưởng bi quan, giận hờn, buồn bã đó, mà mình biết rằng mình đang nhai, thì đã có một cái gì mới nó xảy ra rồi. Thường thường là khi mình nhai đi nhai lại những cái tư tưởng bi quan, buồn thảm, khổ đau đó, thì mình không có biết, mình bị nó đưa đi, ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Nhưng mà có niệm á, tức là mình biết rằng mình đang nhai, mình biết mình đang nhai, thì tự nhiên mình hít nhai liền, nhai đi nhai lại cái tư tưởng đó. Mình biết mình đang nhai, và mình cho mình một cái không gian. Không gian đó có thể là 3 phút để mình ngồi, mình thở, hoặc là mình đi thiền hành. Thì là mình cho mình một cơ hội để có một cái điều kiện giác ngộ để đi tới. Và cái chìa khóa của sự thoát ra khỏi cái thân phận nô lệ của mình, để mình có thể đạt tới tự do, là ở chỗ mình ý thức được cái gì đó đang xảy ra, cái đó là niệm. Mà đây là một cái sự luyện tập, chứ không phải là một cái lý thuyết. Mình phải luyện tập từ từ. Trước hết mình phải tập để mình biết rằng, phải tập những cái, ví dụ như là khi mà thở vào thì mình biết ra là mình đang thở vào, khi mình thở ra mình biết là đang thở ra. Cố nhiên là trong đời sống hàng ngày, nếu mình tu tập thì mình thở vào thở ra như những cái máy. Nhưng mà thở vào biết mình thở vào, thở ra biết là mình thở ra, thì mình vẫn thở như thường. Nhưng mà cái thở này nó khác. Nó chứng tỏ là mình ý thức được, mình đưa cái niệm được vào trong hơi thở. Vì vậy cho nên trước khi mình lái xe, tại sao mình không cho phép mình 1 phút hoặc là 2 phút mình ngồi, mình thở trước rồi mình lái xe. Cái đó gọi là ý thức về hơi thở. Ý thức về hơi thở là một cách luyện tập để cho mình biết rằng những cái gì nó đang xảy ra, để mình đừng làm nô lệ nó, mình làm chủ được nó. Khi mình bước đi những bước chân thì mình có thể không tu, thì mình bước như là bị ma đuổi. Nó bước chứ không phải mình bước. Nó là cái gì? Nó là cái máy. Cái máy nó bước như vậy mình bước. Nó bước đi, nó thở, nó phản ứng, chứ không phải mình bước đi, mình thở, mình phản ứng. Vì vậy cho nên mỗi ngày mình nên thực tập 3 phút. Nếu là mình là mời mới thực tập, đi từng bước và ý thức được từng bước đi của mình. Mình không còn là cái máy nữa. Mình là một con người tự do đang đi. Cái đó là bắt đầu của tự do ý chí, của ý chí tự do. Nắm được hơi thở, nắm được bước chân. Khi mình có cơ hội uống một chén trà, mỗi ngày mình có thể uống
uống trà nhiều lần, 5 lần hay 10 lần. Nhưng mà nếu mình muốn thực tập á, thì mỗi ngày mình ra cho mình một cái luật là mỗi ngày mình có thể uống chén trà đầu tiên trong chánh niệm. Mình làm sao để trong khi uống trà, mình biết rằng mình đang uống trà, mình đang đưa tay lên, mình đang đưa cái trà lên cao, mình đang uống trà và mình đang để xuống. Cái ý chí tự do nó bắt đầu từ những cái như vậy. Mình phải nắm cho được trước hết là hơi thở của mình, rồi bước chân của mình, rồi một vài cái hành động của mình. Cố nhiên là mình có thể nào bắt đầu thực tập, mình có thể nào làm được tất cả ở trong chánh niệm, nhưng mà mình có thể ra cho mình những cái phương pháp thực tập. Mình phải chọn một vài cái phương pháp thực tập và mỗi ngày mình phải làm cho được. Ví dụ như là chải răng. Sáng nào mà chúng ta không có chải răng. Nhưng mà thường thường chúng ta chải răng như một cái máy. Thì bây giờ đây, tới năm 1206, ta quyết định rằng mỗi ngày khi chải răng là ta thực tập chánh niệm. Ta để kem đánh răng lên trên bàn chải. Và ta biết rằng ta đang để kem đánh răng trên bàn chải. Ta đưa lên, ta chải răng. Ta ý thức được từng cái cử động của cái bàn tay ta, thì chúng ta có thể để ra 2 phút để chải răng, nhưng mà 2 phút đó là chải răng trong chánh niệm. Chúng ta không có để cho cái máy làm, chúng ta tự ý làm với cái tự do của mình. Cái tự do nó bắt đầu từ chỗ đó. Chúng ta có thể chọn lựa được. Bây giờ chúng ta còn 2 ngày nữa, chúng ta nên tìm một vài cái phương pháp thực tập mà chúng ta quyết định rằng trong năm mới chúng ta sẽ làm mỗi ngày. Ví dụ như là buổi sáng chúng ta mở cửa ra, chúng ta nhìn ra ngoài. Hay chúng ta ngồi yên 3 phút để chúng ta để ý tới những cái tiếng động đó đang xảy ra. Sáng hôm nay thì khi mà tôi vào đây ngồi thiền á, thì tôi ngồi xuống rồi mà cũng còn rất nhiều vị chưa vào thiền đường. Và sáng nay tôi đã áp dụng cái phương pháp đó, tức là tôi ngồi rất yên và tôi để ý tới những cái âm thanh ở trong thiền đường. Tôi nhận diện những âm thanh trong thiền đường, tôi nhắm mắt lại và tôi nhận diện những cái âm thanh đang xảy ra trong thiền đường. Thì cái đó cũng là ngồi thiền, chứ không phải là đợi có 3 tiếng chuông rồi thì mình mới bắt đầu tập thở đâu, hay là ngồi thiền đâu. Thì mình ngồi yên và những cái âm thanh đó nó không có quấy động mình. Không hẳn là phải yên mình mới ngồi thiền được. Người thì kéo ghế, người thì xì xào, người thì chen vô, người thì lấy cái gối. Tất cả những cái đó nó không có làm rộn mình gì hết à. Tại vì cái phương pháp thực tập của mình lúc đó, cái chủ đích của mình lúc đó là ngồi để nhận diện những cái tiếng động mà mình có thể nghe được. Thì quý vị cũng có thể như vậy, trước khi đi ngủ hoặc là buổi sáng thức dậy, ngồi 3 phút để lắng nghe và nhận diện những cái âm thanh ở trong nhà mình, lúc nửa đêm cũng vậy. Hoặc là người ngồi trước cửa sổ nhìn ra, nhận diện cái cây đó, cái bông hoa đó, hay là cái mái nhà đó. Nó tóm lại là mình phải thoát ra, mình phải tìm cách thoát ra khỏi cái thân phận nô lệ của mình, không có tự do. Tự do là do ở chỗ niệm. Và khi mình thực tập niệm á, thì mình bắt đầu mình sống cái đời của mình. Còn nếu không thì
thì quả thực là mình không có sống cái đời của mình. Và khi một khi mà mình đã có khả năng mình thực tập như vậy trong một thời gian, hoặc là 3 tuần, hoặc là 5 tuần, hoặc là 7 tuần, mình có thể nhận diện được cái bước chân của mình, cái hơi thở của mình, cái cử chỉ của mình khi uống trà hay là khi rửa bát, thì lúc đó mình bắt đầu có thể nhận diện được những cái tư duy của mình, những cái cảm thọ của mình. Tuy rằng những cái tư duy đó có thể đang là tiêu cực, những cái cảm thọ đó có thể là những cái khổ thọ, nhưng mà mình nhận diện được nó thì đã có một sự khác nhau rất là lớn rồi. Khi mà nhận diện được nó thì mình không còn bị nô lệ cho nó nữa. Và nếu chúng ta khổ đau là tại vì chúng ta không có tự do, chúng ta chưa thoát ra khỏi cái thân phận của một cái máy. Và vì vậy cho nên niệm nó làm chúng ta, nó giúp cho chúng ta không còn là cái máy nữa. Chúng ta bắt đầu có chủ quyền. Và chúng ta biết rằng niệm, định và tuệ nó có thể đưa tới những cái vùng, đưa tới cho chúng ta những cái vùng năng lượng rất là lớn. Có những người sống ở nước Pháp 20-30 năm suốt đời mà không biết rằng ở nước Pháp có nhiều cái vùng rất là đẹp. Họ chỉ quanh quẩn trong cái làng của họ, trong cái tỉnh của họ thôi. Mình rất là tội nghiệp cho những người Pháp đó. Họ không có cơ hội khám phá ra được những cái đẹp tuyệt vời của nước Pháp ở các miền. Thì trong tâm của mình cũng vậy, trong thân tâm của mình cũng vậy. Nó có những cái vùng rất là màu nhiệm mà mình chưa bao giờ sử dụng được hết, mình chưa bao giờ thăm viếng được hết. Ví dụ như là những cái vùng của niệm, của định và của tuệ. Quý vị có một cái laptop, có một cái máy PC hay là một cái Macintosh, nhưng mà quý vị đâu có sử dụng tất cả những cái khả năng của cái máy đó. Quý vị chỉ sử dụng được 20% hay là 10% của cái máy đó thôi. Cái máy đó có thể làm được rất là nhiều, nhưng mà quý vị mua về thì quý vị chỉ có thể dùng được sử dụng được 10% hoặc 20% cái khả năng của cái máy vi tính đó mà thôi. Thì ở trong tâm mình cũng vậy, nó có những cái rất là màu nhiệm, nó có tuệ giác, nó có từ bi, nó có hạnh phúc lớn, nhưng mà mình không có với tới được. Mình quanh quẩn trong cái vòng buồn giận của mình và những cái tâm hành tiêu cực này mà thôi. Tham sân si bản nghi tà kiến. Còn những cái như là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, màu nhiệm như vậy mà mình không có rớ tới được, mình không có sử dụng được. Thì quý vị biết đó là cái ví dụ máy vi tính đó, nó cho mình thấy rất rõ. Cái máy vi tính đó, dầu là cái máy vi tính thường thôi, không phải là cái máy vi tính cao tốc, nhưng mà nó có khả năng rất là lớn. Mình mua về mình chỉ sử dụng được 10%, 20%, mình không cần tới những cái khác. Ở trong cái tâm của mình cũng vậy, trong thân tâm cũng vậy. Nó có những cái vùng rất là màu nhiệm, nó có những cái hạnh phúc rất là lớn, cái tuệ giác rất là lớn. Mình chưa bao giờ sử dụng để mà thoát ra khỏi cái thân phận nhỏ bé của mình, đời sống hàng ngày của mình. Cứ trong cái vòng tham sân si mà đi quẩn. Và vì vậy cho nên gánh chịu khổ đau từ năm này sang năm khác và làm cho những người khác xung quanh mình khổ đau. Và Đức Thế Tôn cho chúng ta một cái chìa khóa của tam học, niệm, định, tuệ. Và nếu có thể được, nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể dùng cái chìa khóa đó để mở tung ra biết bao nhiêu là cái phòng, bao nhiêu là cái kính cửa.
Ví dụ như chúng ta mua một cái nhà mới, có một cái nhà mới, một cái lâu đài, mà chúng ta chỉ ở trong bếp thôi, chúng ta không có chìa khóa để đi vào những cái phòng lớn, thì ta uống nước bao nhiêu mà kệ. Như là chúng ta ở nước Pháp nó đẹp như vậy, mà chúng ta quanh quẩn ở trong cái làng của mình mà không có đi tới những cái chỗ đó. Rất là uổng. Có một lần tôi đi chơi tuyết ở tiểu bang Vermont, thì tôi có nói với một người bạn rằng là theo tôi á, là trong cái bản tuyên ngôn nhân quyền á, là phải thêm cái câu này là sinh ra trên trái đất thì mọi người đều phải có cái quyền được đi thăm, được thấy biển và thấy núi tuyết. Tại có nhiều người sinh ra và chết đi chưa bao giờ thấy được biển cả, chưa bao giờ thấy được cái núi tuyết, rất là uổng cho họ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta quanh quẩn trong cái vòng đau khổ của tham sân si, chúng ta chưa bao giờ được hướng cái đẹp của đại từ đại bi đại trí. Và vì vậy cho nên tại vì chúng ta không có tự do, chúng ta không thoát ra được. Chúng ta sống như những cái máy đời sống hàng ngày của chúng ta. Và vì vậy cho nên giới định tuệ tam học á, là cái chìa khóa Đức Thầy Tôn trao chúng ta để chúng ta có thể mở tung ra những cánh cửa của những cái vùng màu nhiệm ở trong cuộc đời, ở trong tâm thức của chúng ta. Và Ngài chỉ dẫn rất là rõ niệm là thế nào, định là thế nào, tuệ là thế nào. Cho nên nếu quý vị muốn nếm được cái màu nhiệm của sự sống, muốn thoát ra khỏi cái thân phận đau buồn, hàng hẹp, thì quý vị phải dùng cái chìa khóa đó của Đức Thế Tôn. Mà cái chìa khóa đó nó rất là rõ ràng. Đừng có vội phản ứng. Đừng có bằng lòng đi trong cái vòng quanh quẩn, trong cái vòng nhỏ, nhỏ hẹp. Phải thoát ra. Mà con đường thoát ra là niệm. Niệm tức là nhận diện những cái gì đang xảy ra. Tôi đề nghị như thế này, quý vị hãy chọn lựa cho mình một cái bài phép thực tập, nhất là quý vị mới đi vào, là những người sơ cơ trong sự thực tập, thì quý vị phải chọn lựa. Ví dụ như là tôi đã nói rồi, ví dụ như chải răng. Tôi quyết định rằng trong năm 2006, mỗi khi chải răng là tôi không có suy nghĩ. Tôi không suy nghĩ tới chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Tôi chải răng như thế nào để tôi ý thức được từng cái cử động. Và tôi chải răng như thế nào mà có cái hạnh phúc, có cái an lạc, có cái tự do trong khi tôi chải răng. Nó tự do nó bắt đầu từ chỗ đó. Hay là quý vị quyết định như thế này, mỗi khi mở cửa xe hơi bước vào thì tôi không có rồ máy liền, tôi không có đề ma rê liền, tôi ngồi tôi thở, tôi mỉm cười và tôi cho tôi 3 phút để tôi ngồi, tôi thở, tôi mỉm cười, tôi biết rằng tôi là ai và tôi đang sắp sửa làm cái gì. Đó là những cái giây phút nó đưa lại tự do của mình. Tự do là cái mà mình phải tranh đấu mới có được, chứ không phải là tự nhiên mà nó tới có. Nếu trong lòng chúng ta đầy những u buồn, những sầu khổ là tại vì chúng ta không có tự do. Mà tự do đó chúng ta phải tranh đấu mới có được, chứ không phải là chúng ta đi tới một cái khung trời nào đó thì tự nhiên nó có tự do. Hay là chúng ta chờ đợi một cái thời gian nào đó trong tương lai thì chúng ta có tự do. Tự do là vấn đề phải tranh đấu mới có. Mà tranh đấu bằng sự thực tập chánh niệm. Khi mà chúng ta ý thức được cái gì nó đang xảy ra là chúng ta bắt đầu có tự do. Đó là cái bấm tay của người bạn, biết rõ ràng là mình đừng có nên để cho mình bị kéo theo, mình phải làm chủ được mình. Và trong tâm học Phật giáo, trong tâm học của Đạo Phật đó, chúng ta học được những cái tâm hành. Và mỗi khi mà một cái tâm hành nó biểu hiện, chúng ta ý thức được nó, chúng ta mỉm cười được nó, là chúng ta bắt đầu tự do.
nội viện Phương Khê nó có một cái, nó có cái cầu thang 18 bậc. Và 30 năm nay á, mỗi khi đi lên á, tôi đều đi lên có chánh niệm. Mỗi khi đi xuống á, tôi đều đi xuống có chánh niệm. Và tôi không có để cho một cái bước chân nào nó lọt ra khỏi chánh niệm. Thì mình có thể chọn một cái cầu thang. Sau này, hoặc là đi trên vạn lý trường thành, hay là leo lên Ngũ Đài Sơn, thì tôi cũng đi như vậy. Và sở dĩ mà tôi leo lên máy bay thì tôi cũng bước những cái bước chân như vậy. Mà leo ở Ngũ Đài Sơn thì tôi cũng bước chân chánh niệm như vậy. Mà nó bắt đầu ở chỗ là mình quyết định, mình chọn một cái sự thực tập. Mình chọn một sự thực tập hàng ngày. Và mình làm, quyết tâm mình làm cho được mỗi ngày. Đừng có bỏ đi. Ví dụ như quý vị chọn cái phương pháp chải răng trong chánh niệm á, thì sáng nào quý vị cũng chải răng trong chánh niệm. Và mỗi khi ăn cơm trưa xong, ăn cơm chiều xong, trước khi đi ngủ, chải răng cho chánh niệm, thì chính cái đó làm mỗi ngày nó sẽ đưa tới cái chủ quyền của mình trong đời sống hàng ngày. Mà có chủ quyền đó rồi á, thì mình mới nhận diện được những cái tư tưởng, những cái tư duy của mình, những cái cảm thọ của mình, và những cái lề lối phản ứng của mình. Và khi mình nhìn diện như vậy rồi thì mình không có còn làm, mình không còn làm cái nạn nhân của nó nữa. Mình bắt đầu có tự do. Nếu quý vị không có ý thức được những cái gì nó xảy ra cho cái thân mình, như là bước chân, hơi thở hay là cái hành động, thì quý vị sẽ không có nhận diện được những cái gì nó xảy ra trong phạm vi cảm thọ, tri giác hay là tư duy. Và mình cứ để cho cái tư duy của mình nó kéo mình đi, mình cứ ngậm nhấm cái tư duy tiêu cực và sầu khổ của mình, thì mình cứ tiếp tục khổ đau. Và chánh niệm trước hết là nhận diện mà không có xua đuổi, không có lên án, hay là không có vướng mắc. Và có thể là mỗi ngày quý vị cho quý vị một cái thêm nhiều không gian. Đừng có vội vã phản ứng mỗi khi lâm vào một cái tình trạng nào đó, hoặc là quá thích thú, hoặc là quá bực bội, thì hãy để cho mình một cái không gian 2 phút hoặc 3 phút để thở, để đi thiền hành. Không có cần phải quyết định liền, không có cần phải phản ứng liền. Và chính cái tự do đó, nó đưa lại cho mình cái ánh sáng, nó cho mình cái cơ hội có tuệ giác và hành động trên tuệ giác, thì sẽ không bao giờ đem đau khổ. Tuệ giác, insight, wisdom, có thể là cái sự an bình bất động, nghĩa là không có làm gì hết, không có nói gì hết. Đối với tôi, cái chuyện này nó rất là tự nhiên, nó có hòa bình, nó có an lạc, nó có tình huynh đệ rất là hay. Thì xin đại chúng ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt, nên bỏ bớt cái chuyện
nói chuyện. Mình chỉ còn 2 ngày nữa thì hết năm thôi, đừng có nói chuyện nhiều quá. Mình phải chiêm nghiệm, mình phải đặt kế hoạch cho năm mới. Kế hoạch này không phải là kế hoạch làm ăn, mà kế hoạch tu học. Mình phải chọn cho mình những cái phương pháp thực tập mà mình sẽ áp dụng trong năm tới. Mà tôi đề nghị rằng nó phải rất là cụ thể. Mà trường tôi ước mơ, ước muốn là quý vị làm thế nào để đi tới cái quyết định là gặp một cái trường hợp mập với hoàn cảnh, thì quý vị hãy cho quý vị một cái không gian. Không gian là một cái tặng phẩm space nữa. Không thời gian là một cái tặng phẩm rất là lớn. Đừng có vội quyết định, đừng có vội phản ứng. Cho mình 3 phút đi, để đi thiền hành, để suy nghĩ. Rồi quý vị có thể thấy rằng mình khỏi phải phản ứng và cũng hay như thường. Khỏi không phản ứng là một cái tuệ giác rất là lớn. Chuyện đâu còn có đó. Cái câu đó nói đó của người Việt tôi rất là thích. Chuyện đâu còn có đó. Khỏi. Đâu có cần phải phản ứng liền. Đâu cần phải nói gì, phải làm gì. Để đó đã. Rất là hay. Chuyện đâu còn có đó. Không biết dịch tiếng Pháp làm sao. Cô Định Nghiêm cô dịch làm sao. Chuyện đâu còn có đó. Đừng có phản ứng. Rồi lúc đó cái tâm mình nó an lại, bình tĩnh lại, thì mình sẽ thấy rằng phản ứng nó dở, nó sẽ đưa tới những cái đổ vỡ. Và mỗi người trong chúng ta phải chọn cái sự thực tập mỗi ngày. Phải làm cho được. Một khi đã quyết tâm thì phải làm cho được. Trong những cái sinh hoạt hàng ngày đó, như lái xe, hay là nấu cơm, hay là chải răng, hay là tắm, hay là tưới vườn, đó là những cái giây phút của tự do. Mình phải làm những cái đó để có tự do. Trưa nay khi mà chúng ta ăn cơm á, chúng ta nên tập ăn như là một con người tự do. Chúng ta ngồi đó và chúng ta để ý tới cái cách mà cái lưỡi của chúng ta làm việc, cái răng của chúng ta làm việc, và cái cằm chúng ta làm việc như thế nào, cái hàm chúng ta làm việc như thế nào. Và chúng ta mới thấy rằng lâu nay cái máy nó ăn chứ không phải là mình ăn. Lâu nay cái máy nó đi chứ không phải là mình đi. Lâu nay cái máy nó phản ứng chứ không phải là mình phản ứng. Đúng là lúc mà mình phải bắt đầu nắm lấy chủ quyền của đời mình.